Em 2K3. Em đi học mấy bạn chị em nhỏ. Em muốn tạo hớt cho em gõ đầu chiến một xí. Cho mấy bạn khỏi chê. Anh sẽ thiết kế cho em 2 cái đập kẻ ở đây được không? Dạ thôi, ba la. Lớn rồi còn sợ ba la? Sợ chăn. Thích một kiểu boy phụ đúng không? Dạ. Rồi ok, bổ quả mày nhá. Dạ thôi. Để anh nhớ anh lớn nhá. Dạ. 2K3 muốn cắt một kiểu boy phố nhưng sợ bị ba la. Kiểu tóc này hai bên mình sẽ cắt sát nhưng sợ bị ba la nên không dám kẻ đường. Ôi lỡ rồi anh cãi cho em cái đường nhỏ nhỏ chắc về ba không sao đâu. 7 phần sợ ba, 3 phần muốn đẹp nhưng mà kiểu tóc này mình sẽ bấm tỉa một xíu phô le phần trên thôi. Hy vọng kiểu tóc này bạn sẽ khẳng định được mình. Anh ơi, mà em nói kẻ một đường thì không được, phải kẻ nhiều đường mới làm chùm trường được. Duyên mình đã lỡ, phần một nếu đâu dám mơ, chiều cao thế đâu đành lui về sau, biết mai này đã mất nhau.